cách để đường bộ đề được thuận buồn xuôi gió. Bản thân chúng ta muốn được pháp hành bất hoại, sợ tu kiên cố, thì nhất định không được nói dối, nói ly gián. Nếu không sửa đổi tật xấu này, thì trên đường bồ đề sẽ không thể thuận buồn xuôi gió. Nghịch cảnh ác duyên của bạn mãi không dễ dàng thoát ra được. Những chứng nạn này từ đâu mà có vậy nhất định phải hiểu rõ là chính mình trong đời quá khứ và đời này tạo nên. Nếu bạn cứ oán trời trách người thì bạn tội chồng thêm tội. Chính mình vẫn đọa lạc thọ khổ. Không có ai thay thế được. người không hiểu phật pháp thông thường gặp phải tai nạn thì tâm của họ bất bình luôn luôn cảm thấy người khác thảm hại họ luôn luôn cảm thấy người khác có lỗi với họ xã hội có lỗi với họ thậm chí là ông trời có lỗi với họ phật bồ tát có lỗi với họ tạo nghiệp này nặng rồi Đây là không hiểu nghĩa mà Như Lai đã nói. Thật sự thông đạt nghĩa thú mà Phật chỉ dạy. Thì chúng ta giác ngộ rồi. Pháp Thế suốt Thế gian đều không lìa nhân quả. Chắc chắn phải là chính mình tạo nhân. Phật không có cách gì cho bạn. Nếu Phật có thể cho chúng ta, thì chúng ta không cần tu hành nữa. Phật Đại Từ Đại Bi đều khiến chúng ta thành Phật cả. Đây là điều không thể làm được. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu không đắc. Sự từ bi của Phật chỉ là nói rõ đạo lý cho chúng ta, cung cấp cho chúng ta phương pháp tu học. Ngài là người đi trước. Đem kinh nghiệm tu học của Ngài cung cấp cho chúng ta làm tham khảo. Chúng ta có thể tin Tuần theo con đường của Ngài mà đi Thì chúng ta nhất định có thành tựu Sự gia trì của Phật đối với chúng ta Chỉ là như vậy mà thôi Điều này quý vị phải hiểu rõ Giống như chúng ta làm học sinh nghe lời Thầy dạy Sự gia trì của Thầy đối với chúng ta Là chỉ dạy chúng ta Còn đường thì nhất định phải tự mình đi Bạn đi học ở trường thì dạy bạn còn bài tập thì phải tự mình làm không thể nói thầy làm bài tập thay cho bạn đâu có đạo lý này thầy làm bài tập thay cho bạn bạn có thể thành tựu hay không nhất định phải tự mình làm bài tập cho nên chúng ta nhất định phải nghiêm túc tu hành tu là gì là sửa đổi hành vi sai lầm phần trước chúng ta đọc qua rồi Xác sanh trộm cắp tà hạnh nói dối nói ly gián là hành vi sai lầm đem những hành vi sai lầm này sửa đổi lại vĩnh viễn không sát sanh không trộm cắp không tà hạnh không nói dối không nói ly gián đây gọi là tu hành Cho nên, quý vị nhất định phải nhận thức rõ ràng định nghĩa của hai chữ tu hành này. Không phải nói tôi mỗi ngày đọc kinh là tu hành, tôi mỗi ngày lạy Phật là tu hành. Trong đời sống thường ngày, những cứ giết, trộn, dâm dối, thế thì có ích gì? Lạy Phật cũng chẳng ích gì. làm nhiều việc tốt đến đâu cũng vô ích loại ví dụ này rất nhiều rất nhiều trong tiểu thuyết bút ký của cổ nhân chúng ta xem thấy rất nhiều có một số người trong một đời đã tạo rất nhiều tội nghiệp phát tài to nhưng phát tài này đều là mê muội lương tâm lừa gạt người khác mà có được khi về già cũng biết hối lỗi cũng biết sai rồi hàng ngày lạy phật làm hết các việc tốt như Sửa cầu đắp đường nhưng cuối cùng cũng vẫn bị ác báo nguyên nhân gì vậy không chuyển được nghiệp này Chuyện không được thật ra mà nói Là do làm không tác lực Lừa gạt người khác kiếm được 10 dạng Lấy ra hai dạng để làm việc tốt Đến lại Bồ Tát vậy thì có ích gì Cho nên chúng ta quan sát tỉ mỹ Đây đều là chưa thông giáo lý Nên việc mà họ làm không tác lực nếu thật sự thông đạt, thật sự dụng mạnh tinh tấn, thì có thể chuyển nghiệp báo. Đâu có chuyện không thể chuyển. Vua A Sa Thế tạo ngũ nghịch thập ác, khi lâm chung sám hối, nhưng có thể giảng sanh tượng vọng trung sanh. Từ đó cho thấy, dụng mạnh tinh tấn thì thật sự chuyển được, chuyển không được. Là do không dụng mạnh tinh tấn, Tuy muốn chuyển Nhưng chưa hoàn toàn buông xả tham sân si Cho rằng làm một chút việc tốt Thì có thể bù đắp rồi Bạn đã làm 10 phần ác Mà mới làm hai phần thiện Thì không thể chuyển được Đã làm 10 phần ác Cần phải có 12 phần thiện Thì mới có thể chuyển được những đạo lý sự thật này đều có trong kinh điển trong bút ký truyện ký của cổ nhân bạn tự mình lắng lòng quan sát hoàn cảnh xung quanh chúng ta trong những bạn bè quen biết của chúng ta có đấy sự việc rành rành ở ngay trước mắt chúng ta có thể nhìn thấy vậy mới biết nghiệp nhân quả báo của thế xúc thế gian là chân lý là định luật định luật này không những là phàm phu xấu cõi không thể thay đổi mà thánh nhân tam thừa chư Phật như lai cũng không thể thay đổi nhân quả. Cho nên giáo huấn của Thế Tôn đối với tất cả chúng sanh thì tập thiện nghiệp đạo là môn học đầu tiên. Chúng ta nhập môn từ bộ kinh này và cũng từ nơi bộ kinh này được đại viên mãn làm được thập thiện vô cùng thanh tịnh viên mãn thì bạn thành phật rồi tốt rồi hôm nay thời gian đã hết chúng ta dặn đến đây Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ Trên đền bốn ân nặng Dưới cứu khổ ba đường Nếu có ai thấy nghe Đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này Đồng sanh gọi cực lạc Nam Mô A Di Đà Phật